Buổi sáng đừng vội ăn cơm, cứ uống ngay nước này, bách bệnh tiêu tan, sạch gan, sạch ruột, cả đời không lo bệnh tật, ghé thăm. Quý khán thính giả thân mến, duy trì thói quen uống nước vào mỗi buổi sáng là điều rất tốt. Chỉ cần uống một ly nước này ngay sau khi thức dậy buổi sáng sẽ giúp bạn thanh lọc cơ thể, bổ sung nước, dinh dưỡng cần thiết, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm. Trong video ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chỉ cho các bạn loại nước uống tốt nhất cho buổi sáng bạn không nên bỏ qua nếu muốn cải thiện sức khỏe mỗi ngày. 1. Trà gừng. Người dân Trung Quốc, đất nước có nền đông y lâu đời có câu đi ngủ củ cải, ngủ dậy ăn gừng, hay câu sáng sớm ăn gừng tốt hơn cả uống nước sâm. Vì vậy, mọi người nên uống trà gừng vào buổi sáng sẽ rất tốt cho cơ thể. Lúc này dạ dày có nhiều khí hơi, trà gừng sẽ giúp kiên tỳ ôn vị, khích lệ cho dương khí bốc lên. Nhưng nên chú ý, uống sau khi đã ăn sáng sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Một cốc trà gừng sáng sớm mùa đông lạnh giá sẽ khiến bạn ấm áp và tỉnh táo. Trà gừng có những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà cách pha chế lại vừa đơn giản vừa hiệu quả. Tuy nhiên, những người mắc một số bệnh sau đây thì tuyệt đối không nên uống trà gừng. Ngược lại, hạn chế sử dụng trà gừng vào ban đêm. Người ta thường ví rằng buổi tối ăn gừng ngang với ăn thạch tín. Câu nói này của người xưa cho thấy gừng rất độc khi dùng vào buổi tối. Điều đó cho thấy được không nên uống gừng vào ban đêm đã được các bậc tiền bối về y học nghiên cứu và phân tích kỹ càng. Trà gừng giúp làm dịu chứng rối loạn dạ dày. Uống trà gừng mật ong giúp cải thiện quá trình trao đổi chất và sự cân bằng trong hệ tiêu hóa. Trà gừng còn có tác dụng rất tốt trong việc điều trị bệnh tiêu chảy và bệnh đầy hơi. Nếu bạn thường xuyên uống trà gừng thì một số vấn đề về hệ tiêu hóa như viêm đại tràng cũng có thể được chữa khỏi. Trà gừng điều trị chứng đau nửa đầu. Nếu bạn thường xuyên uống trà gừng thì chứng đau nửa đầu của bạn hay thậm chí đau cả đầu cũng có thể chấm dứt. Thay vì phi ngay ra hiệu thuốc mua thuốc giảm đau để đánh lừa cảm giác thì bạn có thể uống một ly trà gừng mật ong. Nếu bạn bị đau đầu mãn tính thì bạn nên uống 3 đến 4 ly trà gừng mật ong mỗi ngày. Chứng đau đầu của bạn sẽ thuyên giảm rõ rệt. Tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Gừng có chất chống oxy hóa và rất nhiều vitamin khoáng chất khác giúp gừng trở thành một loại siêu thực phẩm. Nếu bạn muốn tăng cường hệ thống miễn dịch để bảo vệ sức khỏe, bạn hãy uống 2 đến 3 chén trà gừng mật ong mỗi ngày. Trị hôi miệng. Trà gừng có công dụng tốt hơn hẳn bạc hà trong việc làm chứng giảm hôi miệng. Nguyên nhân gây ra hiện tượng hôi miệng là do chứng đầy hơi và hệ thống tiêu hóa. 2. Trà chanh mật ong. Tác dụng của hỗn hợp nước chanh mật ong không phải là điều quá xa lạ. Hẳn ai trong chúng ta cũng từng được nghe tới một lần. Dẫu vậy, không phải ai cũng tin và có đủ kiên nhẫn để thực hành. Nước chanh mật ong giúp trị viêm họng, hơi thở thơm mát, da dẻ sáng mịn, ngừa mụn và chống cảm cúm. Giúp hơi thở thơm tho, thức uống tự nhiên đánh bay mùi khó chịu của khoang miệng sau một đêm ngủ say. Hơi thở bạn trở nên tươi mới và hạn chế vi khuẩn gây hại trong khoang miệng nếu duy trì thói quen uống chanh mật ong sau khi ngủ dậy. Thức uống đánh thức cơ thể. Sau một đêm dài say giấc, cơ thể cần được cung cấp năng lượng để thức tỉnh. Uống một ly nước chanh mật ong giúp cung cấp năng lượng, vitamin và đánh thức các cơ quan trong cơ thể bừng tỉnh. Da dẻ sáng mịn. Duy trì thói quen uống mật ong pha chanh giúp da mặt kiểm soát tiết nhờn, ngừa mụn. Cải thiện hệ tiêu hóa. Nước cốt chanh tươi cùng mật ong giúp loại bỏ độc tố khỏi dạ dày. Nếu bạn ăn tối quá no hoặc ăn đồ chứa nhiều dầu mỡ vào ngày hôm trước, thức uống này sẽ giúp bạn làm sạch dạ dày. Tăng cường sức miễn dịch. Nước chanh pha mật ong là sự kết hợp hoàn hảo trong những ngày thời tiết trời bởi giúp tăng cường đề kháng cơ thể. Loại nước này giàu tính kháng khuẩn, cung cấp vitamin C, chất chống oxy hóa. Thời điểm mật ong tốt nhất là trước khi ăn hay trước lúc đánh răng. Thanh lọc cơ thể.
Duy trì thói quen này sẽ giúp bạn loại bỏ các độc tố tích tụ lâu ngày, giúp cơ thể thanh nhẹ. Thêm chanh vào hỗn hợp mật ong, càng tăng tác dụng vì chanh giúp lợi tiểu, phá bỏ những độc tố thường xuyên hơn và giữ đường tiết niệu của bạn khỏe mạnh. Giảm đau họng. Khi bạn bị viêm họng hay ho, pha chanh mật ong là liều thuốc hoàn hảo giúp giảm cảm giác ngứa rát cổ họng, trong khi nước ấm làm dịu cổ họng. Đây cũng là vị thuốc thiên nhiên chữa các bệnh cảm cúm và viêm nhiễm đường hô hấp như ho. Lưu ý, bạn nên pha chanh mật ong cùng nước ấm để tối đa hiệu quả trị bệnh. 3. Nước muối nhạt. Không ít người cho rằng buổi sớm dậy, uống nước muối nhạt có lợi cho sức khỏe. Điều đó thật sai lầm. Qua nghiên cứu thấy rằng, trong suốt một đêm ngủ, cơ thể không nhận được một giọt nước, mà còn phải thở hít, tiết mồ hôi và tiểu tiện. Những hoạt động sinh lý ấy đã tiêu hao rất nhiều nước trong cơ thể. Buổi sớm sau khi ngủ dậy, uống nước muối nhạt sẽ tăng thêm sự thoát nước, làm cho miệng càng khô và sáng sớm là thời điểm huyết áp bạn dâng cao. Uống nước muối nhạt càng khiến cho huyết áp tăng thêm. 4. Nước chanh. Nếu bạn quan tâm tới tri thức làm đẹp hoặc giảm béo mà trên báo chí vẫn thường đề cập thì sẽ phát hiện chất uế thải cách ngày là hung thủ làm hại thân hình yêu kiều và sắc đẹp bản thân. Đúng vậy, uế thải tích tụ dần biến thành độc tố, sẽ hiện ra trên làn da của bạn. Cho nên hàng ngày khi tỉnh dậy vào buổi sớm, tốt nhất vào bữa ăn sáng, hãy uống một cốc nước ấm mà trong đó có lát chanh tươi. Chớ coi thường cốc nước thải độc này, bởi nó không chỉ là chất tốt nhất làm trung hòa được axit trong cơ thể, mà còn có tác dụng loại trừ độc ra khỏi cơ thể bạn. Ngoài ra, nếu bị hôi miệng không tốt thì nước chanh sẽ giúp bạn cải thiện tình hình đó một cách tuyệt vời. 5. Sữa tươi. Buổi sáng sớm có thể uống cốc sữa bò, điều đó không sai, nhưng để thay một cốc nước đầu tiên cho một ngày mới là sai lầm đấy. Bụng bạn đang rỗng, uống sữa bò vào thì dạ dày chưa kịp tiêu hóa đã chạy qua ruột, tiểu tràng chưa kịp hấp thu, khi ấy giá trị dinh dưỡng của sữa bò liền bị mất. Sữa bò tốt thật, nhưng uống như thế không đúng lúc. Những điều cần lưu ý khi uống cốc nước đầu tiên trong một ngày mới. Uống vào lúc bụng rỗng, trước bữa ăn sáng. Uống từ từ, từng ngụm một. Uống tốc độ nhanh không có lợi cho sức khỏe, mà có thể dẫn tới hạ huyết áp, làm ứ nước ở não, dẫn đến nhức đầu, buồn nôn, ói mửa. Uống với liều lượng vừa phải, cốc nước lọc đầu tiên mà bạn sẽ uống tốt nhất là vào khoảng 300ml. 6. Nước trái cây. Có người cho rằng mỗi buổi sáng sớm tinh, uống một cốc nước trái cây tươi vừa có tác dụng giải khát lại có thêm dinh dưỡng đưa vào cơ thể. Như vậy là sai. Uống nước trái cây vào lúc này không phải là lúc bổ sung cho cơ thể lượng nước cần thiết. Bạn đang bị thiếu nước, lại bắt dạ dày và ruột phải làm việc ngay. Điều đó không có lợi cho sức khỏe. Nên uống nước có ga đóng hộp thì càng sai lầm hơn, bởi những thức uống đó sẽ làm tăng tốc bài tiết canxi ra khỏi cơ thể bạn. 7. Nước đun sôi để nguội. Buổi sáng sớm dậy, uống cốc nước có độ ấm như nhiệt độ trong phòng bạn ngủ là tốt nhất. Điều đó sẽ làm giảm thiểu tối đa sự kích thích đối với dạ dày và ruột. Nghiên cứu cho thấy, nước đun sôi để nguội trong khoảng 20 đến 25 độ C là sự lựa chọn tốt nhất, bởi hoạt tính sinh vật trong đó sẽ thẩm thấu qua màng tế bào mà kích thích sự bài tiết, làm tăng thêm khả năng miễn dịch cho cơ thể. Nguyên tố canxi, magie trong nước đun sôi để nguội đều rất có ích cho sức khỏe cơ thể bạn. Tuy nhiên, buổi sáng sớm không nên uống nước lạnh, điều đó sẽ làm cho dạ dày bị kích thích mà không có cách nào đến được đường ruột, làm bụng bị chướng khí. Phát hiện thực phẩm giàu dinh dưỡng gấp 2-3 lần thịt lợn, ăn vào tốt cho da, tim mạch khỏe đến già. Theo bác sĩ Gu Chunling, bác sĩ dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm tại Trung Quốc chia sẻ, ốc móng tay là thực phẩm rất tốt, chúng chứa lượng sắt còn dồi dào hơn cả thịt nạc. Trong 100g ốc móng tay có 33,6mg sắt,
nghĩa là gấp 22,4 lần so với thịt lợn và 3,9 lần so với tiết lợn. Đặc biệt, lượng sắt của ốc móng tay đều là sắt hem, loại sắt mà cơ thể dễ hấp thụ nhất. Theo các nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng, ốc móng tay chứa hàm lượng dinh dưỡng cực cao. Trong 100g ốc móng tay sẽ có tới 25g protein, hay nói cách khác, ốc móng tay là một trong những nguồn cung cấp protein cực tốt mà các bạn có thể bổ sung vào chế độ dinh dưỡng. Protein là chất không thể thiếu cho quá trình xây dựng cơ bắp và sửa chữa các tế bào bị hư tổn. Hơn nữa, protein rất quan trọng cho sự phát triển của não bộ, giúp tâm trạng luôn trong trạng thái tích cực và giấc ngủ trở nên ngon giấc hơn. Không thể bỏ qua nguồn vitamin B12 dồi dào mà ốc móng tay mang lại cho sức khỏe não bộ. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh ốc móng tay có tác dụng giúp giảm nguy cơ mắc các căn bệnh liên quan đến suy giảm trí nhớ, đa xơ cứng và các bệnh thoái hóa khác của hệ thần kinh. Nhờ vào đó, vitamin B12 góp phần chống thiếu máu và tạo ra các tế bào hồng cầu, góp phần tăng mức năng lượng cho cơ thể. Các loại hải sản biển nói chung và ốc móng tay nói riêng đều có chứa hàm lượng axit béo omega 3 lành mạnh, tác động chống viêm, chống oxy hóa nhờ khả năng giảm cholesterol xấu LDL. Chính vì vậy, thưởng thức ốc móng tay sẽ góp phần ngăn ngừa các bệnh về tim mạch như đột quỵ, tốt cho da và tóc. Đặc biệt, ốc móng tay đem đến nguồn sắt quan trọng để chăm sóc cơ thể, đảm bảo oxy hóa cơ bắp và các mô thích hợp. Không những vậy, sắt rất cần thiết cho quá trình tạo ra các tế bào hồng cầu để tránh các hiện tượng thiếu hụt máu, mệt mỏi do mức năng lượng thấp. Thưởng thức ốc móng tay một cách phù hợp sẽ giúp bảo vệ cơ thể theo cách sau. 1. Tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể. Ốc móng tay là một loại thực phẩm giàu protein, ăn vào rất tốt cho việc duy trì chức năng miễn dịch của cơ thể. Tiêu thụ thích hợp có thể thúc đẩy hoạt động và tăng trưởng của dây thần kinh, mạch máu và tế bào não. Ngoài ra, món ăn này rất giàu canxi, magie và phốt pho. Các nguyên tố có thể thúc đẩy sự tổng hợp của xương và có tác dụng thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể. 2. Làm đẹp da và tóc. Ốc móng tay rất giàu vitamin A, sắt, canxi, phốt pho và các chất dinh dưỡng khác. Đây đều là những chất không thể thiếu, cấu tạo nên tế bào da và lông. Chị em tiêu thụ thực phẩm này đều đặn sẽ nhận được tác dụng dưỡng da, dưỡng tóc nhất định. Đặc biệt, ốc móng tay rất giàu silen, ăn thường xuyên có tác dụng chống lão hóa và nuôi dưỡng cơ thể. 3. Tốt cho sức khỏe tim mạch. Ngoài ốc móng tay có chứa một lượng taurin nhất định, có lợi cho việc giảm huyết áp và cholesterol ở người, tăng cường sức khỏe tim mạch, có tác dụng nhất định trong việc ngăn ngừa hội chứng chuyển hóa. Ngoài ra, magie chứa trong loại ốc này cũng có tác dụng điều tiết đối với hoạt động của tim và có thể bảo vệ tốt hệ thống tim mạch. Nó có thể làm giảm nồng độ cholesterol trong huyết thanh, ngăn ngừa xơ cứng động mạch, đồng thời làm giãn nở động mạch vành, giúp ngăn ngừa tăng huyết áp và nhồi máu cơ tim. 4. Cung cấp lượng omega 3 dồi dào. Cũng giống như cá hồi, ốc móng tay có chứa nhiều omega 3 lành mạnh, đem lại tác dụng chống oxy hóa, chống viêm mạnh mẽ, giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, từ đó góp phần làm giảm huyết áp cao và ngăn ngừa các bệnh tim mạch như đột quỵ. Ốc móng tay rất bổ dưỡng nhưng cần ghi nhớ 5 điều quan trọng kẻo hại thân. Theo Sohu, thời điểm từ tháng 3 đến tháng 5 là lúc tốt nhất để ăn ốc móng tay. Chúng thường sống trong cát nên có thể bị nhiễm bẩn, nhiễm ký sinh trùng. Vì vậy cần ngâm, rửa và nấu chín kỹ trước khi ăn. Nếu không chín kỹ, ký sinh trùng vẫn sống tiềm ẩn những nguy hiểm cho hệ tiêu hóa, đường ruột của con người. 2. Nội tạng của ốc móng tay nên được loại bỏ trước khi ăn. Ngoài ra, phần vỏ ốc rất cứng nên không phù hợp để tiêu thụ. 3.
Nếu bạn bị dị ứng với ốc móng tay hoặc các loại động vật có vỏ khác thì không nên tiêu thụ chúng. Nếu bạn gặp các triệu chứng dị ứng như ngứa lưỡi, nổi mẩn trên da, ngứa, buồn nôn thì nên nhờ đến sự can thiệp y tế càng sớm càng tốt. 4. Tất cả các loại động vật có vỏ đều có thể mang mầm bệnh E. coli, Salmonella và ký sinh trùng đường ruột nguy hiểm nhất đối với trẻ em, người già. Vì vậy, đối tượng này nên thận trọng khi ăn. 5. Ốc móng tay và các loại hải sản khác là nguồn protein dồi dào, chứa các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, hải sản nói chung, ăn nhiều quá cũng không tốt, có thể gây dị ứng, chướng bụng và gây bệnh gút. Vì thế, mỗi tuần, người trưởng thành chỉ nên ăn 225 đến 280 gram hải sản.